Bây giờ là buổi đêm rồi quý vị ạ. Tôi đang quay dòng dép phản quang mới về. Đây là dòng Lê Adidas. Dòng Lê có cái kiểu dáng rất là trẻ trung. Và dép phản quang thì là dòng dép mới nhất. Chúng ta phải ở xa chúng ta mới có thể thấy được cái phản quang mạnh của nó. Đó. Nổi bật hẳn so với lại những cái đôi dép khác ở trên kệ của tôi. Bây giờ tôi tắt hết điện rồi. Đây. Các anh chị có thể thấy đi xa nữa, đây là cái cửa hàng của tôi, và trong tủ kính kia cũng là hàng phản quang, nó EZ 700. Chiếc kệ tôi đang đứng ở cách xa rất là xa kệ, chỗ này khoảng 8 mét rồi. Phản quang rất đẹp. Dòng dép thể thao mới được hỗ trợ khâu miễn phí. Và anh chị hãy theo dõi gian hàng và nhắn tin chúng tôi nếu mà cần khâu nhé. Dép này rất là nhẹ đấy và rất là thời trang luôn. Đi cũng khá bền, nếu mà nói về dòng dép thời trang là như thế này là khá bền, nó không khâu miễn phí và sẽ bền hơn nữa. Tuy nhiên là dù có khâu thì vẫn nên tránh nước để giữ được độ bền tốt nhất. Và anh chị lưu ý là giữ được độ bền tốt nhất chứ không phải là hoàn toàn tránh nước, vì chúng ta mưa nó không tránh được. Chúng ta vẫn có thể đi mưa, vẫn có thể sử dụng, nhưng mà nên tránh thì sẽ tốt hơn. Xin cảm ơn.